Ôi Hugo, xin chào Long Trâm anh em. Tôi vẫn tiến chào 500 anh em. Tôi Lâm Tạc chào Long Trâm anh em. Ok con ạ, thì hôm nay anh em mình sẽ thực hiện một cái món mà phải nói là nó kinh dị ngang ngửa với cả món anh em mình từng ăn, có những món thần bơn sashimi này, bạch tuộc ngoe nguẩy sống này, hàu hàu này, tôm tôm hùm hùm sống sống này, cua ghẹ sống này, đúng không? Nói chung là rất là nhiều, và hôm nay món này đó chính là món thịt bò sống tái chanh các bạn ạ. Thì ở đây anh em mình đã chuẩn bị một miếng thịt bò rất là tươi ngon. Em nhìn có thấy nó tươi ngon không? Ngon, dưa tí nữa thì ngon. Và đây là số nguyên liệu. À, em muốn giật á? Giật thì bây giờ em mang vào, em để vào cái đánh muỗi ấy. Xong rồi em dí, bắt đầu nó nhảy nhảy tưng 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 tưng. Sợ tía lên lại một vài chỗ đường đường nó chín. Và đây thì anh em mình chuẩn bị gồm xoài, dưa chuột, anh em mình ăn kèm, mùi tàu, dầu húng bạc hà, ớt và chanh rất là nhiều. Bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem đi để anh em mình làm và chuẩn bị thưởng thức món thịt bò sống tái chanh luôn thôi. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ thái mỏng miếng thịt bò này ra các bạn ạ. Để khi anh em mình tái chanh sẽ ngấm gia vị những thứ vào ăn nó sẽ ngon hơn. Ngon quá bạn. Nhìn ngon nhỉ. Trời, thớ thịt bò. Ôi, chứ chưa từng thấy ai bảo ăn sashimi bò mà. Còn bên này thì anh em đang làm nguyên liệu ớt, rồi chanh, dưa chuột. Anh em mình ăn kèm. Ôi anh ơi, rau thơm này em, thịt bò ở đây em nhớ bát mì bò tái anh ạ. Khó 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 thử miếng quá. Đầu đầu bạn cắt tôi miếng chanh, tôi chưa ăn bò quân la cải, gọi là bò tái lúc lõng rồi, còn bò tái sống thì chưa ăn. Thử thức luôn đấy bạn nha. Ui giời, chẳng biết chín chưa quanh. Mời các bạn nha. Làm anh giật ngon. Tôi nghĩ là không có vị gì luôn đấy, toàn vị chanh. Đùa ạ, ngon, dài mà. Thế này một lát nữa khi mà pha chế nước trộn xong còn ngon nữa bạn ạ. Tôi nghĩ vào bụng tôi nó ấm rồi, nó phát chín. vào uống cái đít nữa ấm rồi anh. Không, ngon ngon mà. Ăn cái gì thì ăn. Mấy rau bạc hà thơm với chanh ăn, chua. Ăn cái gì thì ăn đi nhỉ thì mới là tốt. Không đi được mới gọi là có vấn đề. Rau thì anh em mình đã thái xong rồi. Ở đây anh em mình có chuẩn bị thêm một ít mắm, đường, rồi mì chính. Bạn qua giã ướp xong rồi thì bạn đổ luôn vào trong cái bát nước trộn này đi. Cả hai bát rau ấy luôn. Một bát là mùi tàu với cả một bát là rau húng bạc hà. Để khóc. Rồi đảo lên. Cái này cho vào không bạn ơi? Một lát nữa bạn ạ. Ui ngon đấy. Từ từ đấy, anh thử chấm xoài ngon quá. Ui ui. Ngon không anh? Ngon lắm, đẹp quá. Em thử ít nước cốt, nước mắm. Thơm à. Chấm rau bạc hà thơm. Ê, ngon à, em thử tí. Dâm mày, dứt chua này. Ngon thế à? Ngon không? Chân là ngon. Nguyên liệu thì anh em mình đã làm xong hết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu trộn để chuẩn bị thưởng thức thôi các bạn ạ. Ui giời, xoài luôn. Rồi bạn đổ nước sốt lên đi. Quên tôi gọi là nước sweet bạn ạ. Thơm ấy. Đúng rồi, ngon thật. Có khi anh em triển khai luôn. Để cho nó tái đó chứ. Nhìn này đúng không? Không ai bảo không ăn được, ăn được hết. Lộn nha, đúng lộn. Món này lạ ấy bạn ạ, đây là lộn bò chứ không phải là bò thái chanh. Nhìn cái nước của nó màu vàng vàng kìa.
Ngon quá. Chín rồi, chín rồi đấy, chín rồi. Ăn luôn. Ngon quá. Chín luôn. Chín kiểu sao thì to. Sao thì to. Em lấy cho thêm củ dưới đi. Nhưng mà công nhận nó chưa. Mời các bạn nhá. Chưa xào nó bốc hơi lên thơm. Mời các bạn nhá. Dài ngon lắm. Sao lúc này đỏ sao gì nhìn thâm. Cay á. Thâm. Đạo nhiều phải thâm. Ngon. Đâu đây chuẩn màu tím. Nhưng mà nhìn nó cũng sợ nào, vẫn chả dám ăn mấy. Đúng là thâm. Nhìn chỗ thịt bò này là nó chuẩn màu rồi. Đây là thâm. Mời các bạn ăn món này nhỉ. Đây là thâm như bò. Vẫn giữ mùi của thịt bò. Ăn thơm ngọt dai. Thơm ngon dai. Đây. Thâm nhỏ đây. Run lần cuối trước khi ăn. Thơm thơm đấy. Mời tất cả các bạn nhé. Ôi em đừng ăn mới ăn đâu. Ăn kiểu ngon thật đấy. Ăn kèm với xoài ngon lắm ạ. Em nhai kỹ vào. Đỏ dai dai. Khi mà nhai hết cái vị mắm nha. Xong mà nhai kỹ thịt bò nha. Ăn nó hơi ngọt ngọt. Vị của thịt bò anh này. Đấy, thơm của bạc hà mới là mùi tàu. Ngọt chua chua, rau thơm. Ăn lại có xoài nữa, ăn nó giòn giòn. Làm mình cứ đêm ăn ngon rồi. Em không thấy cảm giác là thịt bò sống đâu anh. Ngon. Ăn này nó chả phải thịt bò sống, cũng chẳng phải thịt bò chín. Đây là lửa sống, lửa chín. Không phải tái, mà đây là không phải tái. Đây là lộn, tái. Đây gọi là lộn thịt bò. Ừ, đó. Nhưng mà kiếm này phê thật. Lần đầu tiên ngọng dưa chuột cho này anh ạ. Lần đầu tiên thì ăn dưa chuột chấm mắm. À đây, cay ngọt quá. Ai bảo em đấy là chấm mắm. Đây phải mắm. Đây là nước trộn. Ừ. Đây ăn kiểu này. Ủa, miếng thịt bò mềm ra đấy. Ngon đấy à. Thịt bò kiểu như để càng lâu là càng mềm các bạn ạ. Mềm ra. Đấy, không, đây các bạn này. Ngon đấy. Cho thêm lửa em ơi. Để mới nè. Rồi, cảm giác quá mềm luôn. Ngon. Dài ngon rồi. Chảy, cay quá. Mà cắn vào hơi dai dai. Ôi để dã là cay thật. Khai xuân nó hơi lạnh một chút anh. Anh hay mặc áo cầm là cũng hơi cứng ấy. Mới ra gà. Em rồi mặc áo dài đây. Em mặc áo khoác này. Ăn cái phong cay rồi. Ăn phong cay Dubai hay hơn. Nhưng mà ăn nhiều quá, ăn giờ ăn bóng hết người lại. Bóng hết mồm rồi. Tí nữa là hết lạnh. Anh thử đi ra đường em. Em sợ da gà của anh nó còn dày hơn bây giờ. Mồm em nó kiểu như đang tăng nhiệt độ anh ạ. Cay quá à. Ừ, được đấy. Con bò này thịt mới ngon. Dạ. Càng ngon à. Theo anh Bộ bảo là con này nó không ăn cám nên là thịt nó rất ngon. Con này nó ăn cỏ. Bò không ăn cỏ, bò ngu. Em mà không ăn cỏ, em còn ngu hơn cả bò. Vậy em ăn thịt em không bỏ. Thì em ăn thịt của bò rồi đúng không? ăn thịt bò này chắc xương các bạn, ăn đi. Gấp đôi các gì anh? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món bò sống tái chanh nhỉ các bạn ạ. Không, để tái thêm tí nữa đi. Bò ăn luôn nó ngon. Để lâu thâm thâm giống như thịt trâu. Tái thì nó mất ngon. Mình mời tất cả mọi người nhá. Bạn thêm miếng ớt nữa bạn không? Kẹt lắm. Ngon rồi, nhai kỹ bùi ngon. Thấy nhầm rưỡi giờ cứ khen. Ngon mà. Cảm giác bạn này. Nhai kỹ. Nhai tao lấy nước. Hết cái nước đi ăn. Thế rồi. Xong đến nhai thịt. Nhai thịt dài. Tôi thấy nó ngọt đó. Đưa vào mồm cái nước này hơi cay cay. Chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Ăn thịt bò dai dai. Đi mà hết nước không nhận ngọt. Vẫn giữ nguyên vị của thịt bò nha. Dầu thơm. Dầu thơm đó. Ăn tí thử xem nào. Ăn cái này kiểu như cảm giác nó không bị ngấy hoặc là không bị ghê như ăn cái gì. Ăn này thì như cứ ăn được mãi sao. Tôi ăn bánh mũi cá nhảy rồi cùng cái đường này. Ăn không là không nên ghê. Càng ghê là càng bị biến đấy. Phải chua nó nhỉ. Như các bạn thấy thì hiện tại anh em mặc áo đông rồi áo vest, nhưng mà riêng hai anh em mình hôm nay tức là coi thường thời tiết thì là mặc áo cọc, cảm giác là tay nó đang nổi da gà, coi trời bằng vung lạnh. Bạn lại đến người ta gọi là thời trang hơi thời tiết đấy. Không phải đâu, ở nhà lúc mà khi anh em mình đi thì cảm giác nó không lạnh, đến bây giờ lạnh. Trời hơi chiều chiều một chút nên nó lạnh, thì do bạn không xem được có thời tiết rồi. Tôi kiếm thêm miếng ướt vào. Tôi kiếm đây này mà. Rau giết một đống luôn.
Lúc đi bò kiểu tím tím này nhỉ. Ăn kiểu này thì sợ anh em nào mà kiểu bụng dạ yếu là gặp ngay Tào ấy. Em bảo rồi, anh Tào gặp bác Berlin này, im ngay. Bác này, ăn nhiều quá, nó lóng từ cổ dạ dày lên bên kia thì bỏ qua qua một cái lò nướng phát là chín luôn. Lóng hết bụng rồi. Ăn cái này khó bị. Có ngâm cái này là chín rồi. Nhưng cái nước này ngon nhỉ? Nước là... Có nhầm nào công nhận cái nước này, này ngon không? Lúc đấy chúng ta chấm cần dưa chuột ngọn. Tôi thấy đang có một chút nước mưa. Đang mưa xuân. Mưa xuân. Thế này em vào lấy cho anh bộ mới làm bữa cho một cái chăn. Không cần đâu. Ừ lắm rồi. Hơi rét một tí thôi. Chăn này em chơi quả chất này. Chơi một phát quả 4-5 miếng thịt bò luôn. Ai à? Ua. Có nhuốt được không? Sau khi mà anh em mình thưởng thức cái món ngon quá thịt bò sống tái chanh này đi một kết luận là ăn rất là dễ ăn ngon. Anh ơi tưởng như càng ấy nhiều cắn nó càng dai sao em lớn rồi anh cắn hết lưỡi anh em ăn tốt không ngon này với tôi tính là anh em mà không ăn hết được tôi lấu mì tôm chắc kiểu này không cần ăn mì tôm nữa. Ăn mì tôm không mà lại nghĩa vào ruột ngon. Còn anh em nào muốn cho ý kiến thêm một cái món thịt bò sống tái chanh không? Tôi lần đầu ăn nhưng mà lúc mà nghĩ cảm giác ghê ghê sợ sợ không ăn, nhưng mà lúc thử ăn thì thấy ngon và lạ ngon. Tuyệt vời. Tôi thấy lạ đấy, ăn ngon đấy. Hôm nào để làm cái món gì mà anh mình chưa từng nhỉ? Hay làm thịt đâu? Thì đâu em run sống đẻ đẻ mà làm biết anh em mình chém gió một chút thôi và có lẽ anh em mình sẽ dừng clip này ở đây bởi vì thưởng thức thì anh em mình đang trên đường thưởng thức hết khoảng một lửa rồi, cố gắng đánh chén hết chỗ này chứ bây giờ nếu mà bỏ ra mà để lấu lướng một cái gì đó thì cũng có vẻ là nghe không còn ngon nữa. Thì bây giờ chỉ còn cách là ăn hết chỗ này thôi. Ok bạn. Và nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng